Thôi quá. Các người đang cười ta đó à? Trời ơi, ông cười ông rồi, ông thú như vậy được chứ người rồi. Mỗi người chúng ta đều có phải một thùng phân lớn đội trên đầu một thùng phân nhỏ hay sao? Ờ, trời ơi, nói gì vậy, không hiểu, nói gì vậy. À, đúng rồi đó. Không chịu được ha. À. Ê, trời ơi, hồi quá à. Anh cắt gỡ đi. Hồi quá, quá đi. Quá đi. Trời ơi, làm gì vậy? Ừ, thấy ghê quá. Ủa? Trời ơi, ông tắm ở đây hồi quá, tắm nữa. Cấp này cấp số. Hồi quá à, đã hoàn thượng ơi. Trời ơi. Trời ơi, ghê quá. Không ai tắm sạch đâu. Ghê quá. Thiệt tình. Ôi, ám thấy mồ luôn à. Trời ơi, kìa. Trời ơi, vui lắm đó. Trời ơi, dơ nước hết trơn. Thiệt tình. Trời ơi, hôi lắm á. Đúng rồi. Không biết tắm chừng nào mới tắm. Đúng rồi. Một con thuyền bám bụi nhơ đi ngang dòng nước sạch cũng trở thành con thuyền sạch. Con người bẩn, quần áo bẩn có thể dùng nước đi rửa sạch. Nếu tâm người nào bị bẩn thì phải làm sao để rửa sạch? Trời ơi, ông nói gì không hiểu gì trơn. Ông điên quá hay sao á? Thành tâm sám hối thì cũng giống như dòng nước trong suốt này, có thể rửa sạch ô uế nghiệp tội trong tâm chúng ta và còn thanh lọc thân tâm của chúng ta nữa. Lão hòa thượng đó nói vậy là ý gì? Đi về. Thôi đi về, không hiểu gì hết. Sao ông ta nói như vậy? Cha nghe có hiểu không?